Được mệnh danh là chợ không ngủ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ vốn đã đông đúc tấp nập, nay lại náo nhiệt hơn. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán, mà còn trở thành điểm hẹn không thể thiếu đối với người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Nằm trên tuyến đường cùng tên thuộc phường 1, quận 10, chợ hoa Hồ Thị Kỷ là một trong những ngôi chợ sầm uất bậc nhất Sài Thành từ những năm 1987. Nơi đây gây ấn tượng bởi vẻ đẹp rạng rỡ của trăm ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc. Ở những thời điểm khác nhau trong ngày, tiểu Đà Lạt giữa lòng Sài Gòn lại mang vẻ đẹp riêng, lung linh sắc hoa và ngào ngạt hương thơm. Dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, chợ lại càng sầm uất, nhộn nhịp và đông đúc. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề, nhiều người dân cũng bắt đầu đi xuống chợ mua hoa. Mình thấy chợ hoa vẫn như mọi năm vẫn là rất là đông vui, nhất là những ngày giáp Tết, nhưng mọi người bắt đầu đi chợ đông hơn để chuẩn bị hoa vào những cái dịp sắp tới cận Tết để trang trí nhà cửa nhiều hơn. Trong năm qua, tình hình kinh tế gặp khó khăn khiến nhiều người tiêu dùng dè dặt trong việc chi tiêu, mua sắm các đồ dùng không thiết yếu. Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Tết, thời trang đến nay vẫn còn khá vắng khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Pháp Luật tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thì không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp, khách hàng ra vào liên tục. Bên cạnh đó, người đi chợ hoa không chỉ để mua sắm mà còn được hòa mình vào muôn sắc hoa, tìm kiếm những phút giây thư thái trong tâm hồn. Hy vọng về một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc và cảm nhận không khí xuân đang về. Như lượng khách nó sẽ ít hơn, năm ngoái như bán được hơn, năm nay bán ít hơn vậy đó. Năm ngoái nó đông hơn, nhiều người mua hơn, này và ít hơn. Ít là tầm 4-5%, nó ít hết gần một nửa. Cái giá như em mỗi năm là nó cũng bình thường, không có thay đổi. Vào buổi đêm và sáng sớm, các thương lái tấp nập tới giao hoa. Còn ban ngày, chợ chuyên phục vụ cho các khách sỉ và lẻ. Có đến hàng trăm các loại hoa khác nhau được bày bán, xuất xứ chủ yếu là từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hôm nay thì nó cũng hơi giảm cũng khoảng 30% với so với mỗi năm. Hôm nay thì lượng khách thì cũng không nhiều lắm, cũng vừa thôi chứ không được như mỗi năm. Chỉ có Hồ Điệp, với ngoài Nụ Đồng Sơn ra thì năm nay Nụ Đồng Sơn cũng giảm nhiều rồi. Giá bán hôm nay chỉ lên 10% thôi, bình thường đã vô chậu là 200, giờ lên 220 một cành, bao chậu luôn. Từ 3 đến 6 giờ sáng chính là thời điểm nhộn nhịp nhất của chợ hoa Hồ Thị Kỷ, những âm thanh ồn ả của xe tải, lời chào mời của chủ sạp và trả giá của khách mua hàng, hình ảnh người người khuân vác những bó hoa tươi, chủ sạp chăm sóc hoa, người mua khẽ khàng chọn từng nhánh hoa cùng đan xen lẫn vào nhau tạo thành bức tranh nhộn nhịp, sống động giữa Sài Gòn bình yên đang đón chờ mặt trời ló rạng bắt đầu ngày mới.